Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để cùng với giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Fatima Măng Côi. Trước hết chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử Đức Mẹ Fatima. Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà giáo hội dành cho Đức Mẹ Maria. Tước hiệu này xuất phát từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với 3 trẻ chăn cừu ở làng Fatima, nước Bồ Đào Nha là Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 tới ngày 13 tháng 10 năm 1917. Tước hiệu Đức Mẹ Măng Côi cũng được dùng để chỉ Đức Trinh Vương Maria đã hiện ra ở đây. Ba bé kể rằng bà đẹp đã đích thân xưng mình là Đức Mẹ Măng Côi. Từ hai tước hiệu này gộp lại thành một tước hiệu là Đức Mẹ Măng Côi Fatima. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Fatima là một giáo xứ nông thôn gồm khoảng 2.500 người cư ngụ rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên cánh đồng ruộng, các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha mẹ những việc nhẹ nhàng như chăn dắt bò, dê, cừu, v.v. Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% phụ nữ biết đọc, biết viết thời bấy giờ. Trong năm 1915, Lucia, Jacinta và Francisco đã gặp Thiên thần hiện ra với các em ở làng này. Khi về nhà thuật lại với cha mẹ, các em bị cha mẹ mắng và cho rằng đó là chuyện bày đặt nói láo. Mùa xuân và mùa hè năm 1916, Thiên thần hiện ra với các em và dạy các em cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Thế rồi, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ Maria đã hiện ra nhiều lần với ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco. Lần nào hiện ra, Đức Mẹ cũng yêu cầu ba trẻ hãy lần chuỗi măng côi và làm việc đền tạ vì nhân loại đã xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của mẹ. Vào ngày 13 tháng 10 năm ấy, hàng ngàn người đã chứng kiến một phép lạ được Đức Mẹ báo trước để thế giới tin vào sứ điệp của những lần hiện ra. Trong khoảng 10 phút, mặt trời quay tít trên bầu trời như một bánh xe lửa. Đức Trinh Nữ Maria đã yêu cầu hãy tận hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Vì thế, theo lời thỉnh nguyện của hàng giáo phẩm Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Pio XII đã long trọng cử hành cuộc tận hiến thế giới cho Đức Mẹ vào ngày 31 tháng 10 năm 1942 và Đức Thánh Gioan Phaolô II thực hiện một lần nữa vào ngày 25 tháng 3 năm 1982. Đặc biệt hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2017. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ long trọng mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ngay tại linh địa Fatima để tôn vinh Mẹ. Vậy chúng ta hãy cùng nhau hướng về Đức Mẹ Fatima giờ này để cùng với con cái Đức Mẹ trên khắp địa cầu tôn vinh Mẹ, thi hành sứ điệp mà Mẹ đã nhắn nhủ với loài người năm xưa là hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt măng côi và tôn sùng mẫu tâm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mừng lễ Đức Mẹ Fatima hôm nay, chúng ta hãy chiêm ngắm đức tin của Đức Mẹ Fatima qua tràng chuỗi măng côi mà Mẹ đã truyền lại cho con cháu chúng ta ngày hôm nay là hãy siêng năng lần hạt măng côi. Là vì sao? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mỗi lần nhìn ảnh tượng Đức Mẹ, chúng ta dễ cảm tưởng rằng Đức Mẹ đã sống một cuộc đời bình an thư thái, đẹp đẽ, hiền từ, đầy ơn phúc, hoàn hảo ngay từ đầu
và thánh thiện từ khi sinh ra và mãi mãi như thế, chứ chẳng thấy có gì là đau khổ đắng cay nơi Đức Mẹ, phải không quý ông bà và anh chị em? Không, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đọc phúc âm thật kỹ lưỡng, và nhất là khi đọc kỹ các mầu nhiệm măng côi, chúng ta thấy hành trình đức tin của Đức Mẹ không phải luôn luôn bằng phẳng, êm xuôi hay dễ dàng như chúng ta nghĩ. Nhưng trái lại, Đức Mẹ cũng đã trải qua những kinh nghiệm đớn đau khi tin nhận và bước theo Chúa Giêsu Kitô. Cho nên trong biến cố viếng thăm, bà Elizabeth đã khen ngợi Đức Mẹ rằng: "Phúc cho em là người đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào Đức Mẹ, nhờ lòng tin nhỏ xíu nhưng chắc chắn với hai tiếng xin vâng, Đức Mẹ đã chiến thắng trên chính thân phận của mình. Xin vâng để bước theo và làm theo thánh ý Chúa, dù phải đau khổ, phải cực nhọc, hy sinh chính bản thân mình. Mẹ thưa xin vâng hôm nay, dù lưỡi gươm đâm thâu trong ngày dâng con mình vào đền thánh, hoặc là đắng cay nghiệt ngã nhất của chiều hôm nào con mình tử nạn, mẹ không rút lại lời thưa xin vâng, không kêu trách, không phá bỏ. Mẹ đã chiến thắng với số phận của mình, đó là để thánh ý của Chúa thể hiện trên cuộc đời của Đức Mẹ. Vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi lần đọc kinh măng côi, chúng ta nhìn ngắm đức tin của Đức Mẹ, một đức tin siêu chắc và siêu bền, để rồi chúng ta cũng bắt chước noi theo gương Đức Mẹ. Xin Chúa cho chúng ta một niềm tin chỉ bằng hạt cải thôi, cũng đủ để cho Chúa làm cho cuộc đời của mình hạnh phúc, bình an, tươi sáng và rạng ngời như Đức Mẹ hôm nay. Vì vậy, tràng chuỗi măng côi là khí cụ giúp cho chúng ta sống bền và sống chắc trong đời sống đức tin của chúng ta. Nếu gặp đau khổ, chúng ta hãy xin noi gương Đức Mẹ mà vẫn tin vào Chúa. Nếu gặp buồn phiền hay giận hờn hay oán ghét người ta, thì hãy xin cho chúng ta được noi gương Đức Mẹ mà yêu người. Nếu gặp khó khăn, thì chúng ta hãy nhìn Đức Mẹ xin Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, để rồi biết rằng nghèo khó là một mối phúc trong bản hiến chương nước trời. Rồi mỗi lần chúng ta bị ma quỷ cám dỗ hay sa ngã phạm tội, ta hãy nhớ lời Đức Mẹ căn dặn năm xưa tại làng Fatima rằng: hãy ăn năn đền tội, hãy tin vào lòng thương xót của Chúa và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, kinh măng côi như kiểu nói bình dân nhưng chính là vũ khí giúp cho chúng ta chống lại ba thù của chúng ta, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Kinh măng côi là nhân tố giúp cho chúng ta tăng cường ba việc lành thánh, đó là nên thánh, mến Chúa và yêu người. Nếu nhân đức là việc tốt lành, được tập tành, được lặp đi lặp lại thành thói quen phản xạ tự nhiên, thì kinh măng côi cũng chính là bửu bối không thể thiếu cho mỗi người chúng ta khi tu thân luyện đức theo gương Đức Mẹ Maria và theo chân Chúa Giêsu từ máng cỏ ấp ủ qua thập giá, trui rèn tới nhà tạm vinh quang hôm nay. Mỗi một màu nhiệm sướng lên là một nhân đức khơi gợi để theo lời kinh nhã nhẹ và dưới tác động của ơn thánh, lòng người được bớt đi bất xứng, tạo điều kiện thuận tiện dần dần cho việc nên thánh cho chúng ta hôm nay. Lạy Đức Mẹ măng côi, xin mẹ đồng hành với chúng con trong suốt tháng hoa này và cả cuộc đời chúng con nữa, để cùng với Đức Mẹ Fatima, chúng con nguyện ca tụng và rao truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua việc chúng con sống kinh măng côi từng ngày bằng việc sám hối, tha thứ, bác ái, hiền hòa và thánh thiện. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.